Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà làm thế nào để cho cái cây sầu riêng nó gần về đất như thế này, gần thu hoạch rồi mà cây sầu riêng nó vẫn khỏe các bạn. Thì nó chỉ có hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á, là bởi vì cái cách làm của mình á, ngay từ ban đầu nó đã khác rồi các bạn. Đây là một trong những cái kết quả của cái việc mà kéo đọt cùng với bông. Khi mà mình kéo đọt được cùng với bông á, thì cái kết quả của mình nó cho ra như thế này các bạn, là cái cây gần thu hoạch mà cái dàn lá của mình nó vẫn còn rất là khỏe. Thì khi mà mình kéo đọt cùng với bông được á, thì mình sẽ làm theo cái bài là dìu lá, chứ mình không có chặn và đốt. Đó, khi mà mình kéo đọt thì mình sẽ dùng những cái bài dìu đọt như 7544 rồi Anvin, đó là hexaconazole. Đó là mình để mình dìu đọt, chứ mình không có sử dụng cái liều quá cao để mình chặn hoặc là mình đốt đọt. Cho nên là cái cây đó là một trong những cái lý do là cái cây của mình nó rất là khỏe. Và sau khi mà mình kéo đọt được ấy, thì theo sinh lý là cái trái mà tầm 55 ngày ấy, là trái mà được 55 ngày ấy, là thì lúc đó cái đọt nó sẽ bắt đầu đi. Theo cái sinh lý của cây bình thường là nó sẽ đi đọt tiếp. Nhưng mà giai đoạn đó ấy, do lá của mình nó đủ, đọt nó đi sẽ rất là ít, đi rất là yếu. Thì nếu mà đọt nó đi ấy, thì mình sẽ sử dụng 3 số 21 để mình dìu lá. Đó là những cái bài mà tại sao mà mình làm cho cái cây của mình nó gần thu hoạch, nó lại còn khỏe như thế này. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai ấy, là bởi vì trong giai đoạn mà nuôi trái, cái cây của mình nó rất là yếu các bạn, nó suy yếu. Giống như những người mẹ mà mang thai con vậy ấy. Thì trong giai đoạn mà mang thai ấy, thì rất là yếu, rất là dễ bị bận này bận kia các bạn. Cái cây sầu riêng nó cũng vậy thôi. Khi mà nó mang cái lượng trái nhiều như thế này, con của nó đeo nhiều như thế này, thì nó phải sinh ra bận thôi các bạn. Thì bởi vậy á, tại sao mình phải tưới thuốc nấm thuốc bận đó các bạn. Thì khi mà mình tưới thuốc nấm thuốc bận á, thì cái cây nó sẽ khỏe. Cái giai đoạn là mà tầm 70-75 ngày á, là mình không, trước đó nữa là tầm 40-45 ngày là mình có tưới thuốc nấm một lần, là mình tưới Arifos. Rồi cái giai đoạn mà tầm 60-65 ngày là mình đã tưới là một lần hai, là cái tưới Arifos lần hai các bạn. Đó, cây sầu riêng ấy nó rất là nhiều bệnh. Mình làm sao mà dưỡng được cái cây sầu riêng ấy mà nó không bị bệnh, là tức khắc cái cây nó sẽ khỏe các bạn. Là mình ngừa ấy, mình ngừa được cái nấm bệnh ấy. Thứ nhất là tuyến trùng, cái thứ hai là nấm ở dưới gốc ấy, thì cái cây nó sẽ khỏe. Chứ một khi mà cái cây sầu riêng nó mà đã bị bệnh rồi ấy, là rất là khó chữa nha các bạn. Đặc biệt là như là bị lở cổ rễ, vàng lá thối rễ. Nó mà thối rễ rồi cái lúc đó là nấm bệnh nó sinh ra mà nó xâm nhập vô á, lúc đó chữa nó cũng khá là khó và mệt nha các bạn. Đổ thuốc là nhiều mà nó mới đỡ được á. Còn nhiều khi mà mình không chữa được nó là chết nguyên cây luôn. Thế cho nên là bởi vì tại sao á, trong cái giai đoạn mà nuôi trái á, có rất là nhiều người mình không có quan tâm tới cái việc là mình phải tưới thuốc nấm thuốc bệnh. Cho nên là tưới thuốc nấm thuốc bệnh là cũng là một trong những cái cách là để phòng trị nấm trái thối trái, cũng là một trong những cái cách mà để cho cái cây sầu riêng mà nó thu hoạch xong mà nó vẫn khỏe nha các bạn. Nó mang một cái lượng trái nhiều mà nó vẫn khỏe nha. Đó, cái lượng trái mình mang như thế này nè, mà các bạn nhìn dàn lá nó vẫn còn rất là bin nha. Dàn lá nè, rất là khỏe nha, thấy không? À, sầu riêng chín hóa là mình quay cây sầu riêng chín hóa cho các bạn xem nè. Sầu riêng chín hóa hôm nay nó to lên rồi các bạn, cái trái hôm nay nó to lên rồi, cho nên là cái lượng trái các bạn nhìn nó kinh khủng nhiều lắm. Này, trái tròn xe nóc luôn, mấy trái nào mà méo méo là mình đã tỉa đi hết rồi nha. Này, cục luôn các bạn. Thì trong cái giai đoạn này á, cũng có nhiều bạn hỏi mình rằng là có nên bỏ cái giai đoạn mà tầm 60-65 ngày, 70-75 ngày mà thúc trái, cái giai đoạn mà thúc trái lớn trái mà 60-65 ngày á, thì mình bón ure sữa là canxi bo của Yara các bạn, nitra bo, cái bao nitra bo của Yara đó các bạn, hoặc là các bạn thúc trái bằng phân 20-10-10. Thì đối với bản thân mình, cái kinh nghiệm của mình á, nếu mà các bạn đi các cái dòng đạm cao để mà thúc trái ấy, thì mình phải cực kỳ lưu ý
và nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Bởi vì khi mà mình đi các dòng đạm cao ấy, mình mà đi không cẩn thận ấy, là nó sẽ đi đọt. Mà đi đọt là rất là mệt mỏi nha các bạn. Cái giai đoạn mà nuôi trái mà đi đọt đó là mình lại phải xử lý rất là mệt mỏi. Cho nên là mình đi những cái dòng mà như là canxi bo, cái bao mà nitra bo, canxi bo của Yara đó. Thực chất ra cái bao đó nó tới 15, hơn 15% là đạm. Đạm của nó khá là cao, cho nên là các bạn nên để ý. Bởi vậy tại sao ấy, khi mà mình nuôi trái, cái cách nuôi trái của mình ấy, mình lại không sử dụng 20-10 hoặc là canxi bo đó để mình nuôi trái, bởi vì nó rất là rủi ro nha các bạn. Cái hàm lượng đạm nó cao, nó vượt trội, cho nên là nó dễ làm cho cái việc đi đọt đó. Mình nuôi trái mà đi đọt lại, cái trái nó không có lớn, nó khó lớn lắm các bạn. Cho nên tại sao mà mình mới hạn chế những cái phần đó. Mình chỉ sử dụng 3 số đồng để mình bón, để mình thúc lớn trái thôi. Mà trong cái giai đoạn mà thúc lớn trái ấy, là mình có sử dụng một xô Manifit đó nha các bạn, để mình bổ sung ấy, mình bổ trợ ấy. Các bạn xem lại những clip trước, mình có cái clip mình chia sẻ kỹ về cái phân xô mình, cái cách tưới phân xô của mình á. Mình chỉ tưới một xô thôi để mình bổ trợ cho cái việc là nó thúc lớn trái cho nó mau các bạn. À, lượng trái nè, hôm nay cái sầu riêng Thái của mình nó 80-85 ngày nhìn nó đã lắm các bạn. Nó còn lớn nữa nha các bạn, như thế này chưa được đâu. Như thế này, lớn như thế này là mình chưa có được đâu nha. Phải lớn nữa. Lớn làm sao cho ra 4 kg ấy, thì mới được nha. Chứ còn như vậy là nó mà như vậy mà nó ngưng là thất bại nha các bạn. Mình không có để như vậy đâu nha. Mình vẫn còn đang thúc. Mà sầu riêng Thái này giai đoạn 80-85 ngày này, là mình chuẩn bị vô phân tiếp nè. Mình chuẩn bị vô phân 3 số 15 của Yara. Nhưng mà không biết là hôm nay có hàng chưa. Nếu mà có hàng thì mình mua 3 số 15 của Yara mình bón. Nếu mà chưa có hàng thì mình vẫn sử dụng 3 số 16 của Nga nha các bạn. Mua 3 số 16 của Nga. Mỗi một cây như thế này, cái cây mà nó khoảng cái chừng 80 trái đi, cây khoảng 80 trái thì mình cho nó khoảng 1 kg nha, 1 kg phân á, để cho nó nuôi cái lượng trái này cho nó to nha. Chứ mà đi yếu phân là cái trái nó không to nổi đâu. Đó. Nó sẽ to thêm một cỡ nữa là nó lên được khoảng 4 kg là tuyệt vời nha các bạn. Đó, rồi cái giai đoạn mà gần về đích này nè, có bạn hỏi mình là nếu mà cây đi đọt thì sao? Nó giai đoạn cần về đất này mà cây nó đi đọt thì sao? Đối với mình thì nó chẳng sao các bạn. Chỉ khi mà cái cây nó quá dư nước á, khi nào mà nó quá dư nước các bạn thì mình mới sợ nha. Quá dư nước á thì nó làm cho sượng cơm. Nhưng mà năm nay á, thời tiết năm nay nó không có mưa đâu. Thời tiết năm nay nó nắng khắc nghiệt luôn các bạn. Cho nên là cái giai đoạn cuối này mà đi đọt á thì thường nó chỉ cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt nó không đáng kể đâu các bạn. Cho nên là nếu mà giai đoạn cuối này mà đi đọt nhiều á thì mình nên sử dụng 12, 11, 18 để mình bón, để mình dành lại, thứ nhất là mình dành cái đọt lại cho cái đọt nó không có đi mặn, để cho nó hút nó đủ kali á, để nó lên cơm nè, cơm tự nhiên nó sẽ đẹp chứ không có bị sượng, không bị gì hết các bạn, yên tâm, không bao giờ bị luôn. Mình có cái cây kia nó đang đi đọt rất là nhiều mà cắt gần hết rồi, mình chỉ đi 3 số 15 thôi mà nó vẫn còn chưa bị làm sao nha các bạn. Cơm vẫn rất là ngon, nó có trái rụng luôn, mình ăn thử cơm là vàng, rất là ngon luôn, không có vấn đề gì hết. Các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đọt nha. Sầu riêng mà nó sượng ấy, nó phải kết hợp vừa đi đọt mặn mà vừa dư nước như mùa mưa ấy, mà mình không dành kali ấy là nó sẽ rất là dễ bị sượng. Sượng ở đây ấy là nó, thứ nhất là cơm nó cứng, nó không lên cơm được. Thứ hai ấy là nó lên cơm một nửa các bạn, nó cứ lên cơm một nửa ấy. Một nửa trái lên cơm mà cái phần còn lại nó không lên. À, trái lên cơm mà nó cứ lên nửa, à, cứ lên một, nó lên cơm nó cứ lên ở chỗ này, từ dưới đít này lên tới đây, xong rồi trên ở trên này cái nó trắng ngắt luôn, trắng ngắt nguyên cái múi trên này, nó trắng ngắt rồi các bạn, không lên, nó chỉ lên hơn nửa trái thôi. Đó thì đó là một cái số đôi điều là mình chia sẻ về cái cách mà mình làm sao để cho gần thu hoạch mà cái cây của mình nó vẫn còn rất là sung. Thì sau thu hoạch ấy, mình làm nó sẽ rất là đơn giản nha các bạn. Sau thu hoạch ấy, mình cắt đọt, mình dưỡng lại cây ấy, nó cũng sẽ dễ hơn, cây nó cũng đỡ bị bệnh hơn. Đó. Thì đây là một trong những cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ cho tới tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình thấy hay ấy, thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một clip khác nhé. Bye bye.